Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 công tác nhân sự có nên biệt lệ hóa mãi hay không. Công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nên dân chủ hóa thay vì biệt lệ hóa mãi như với các trường hợp đặc biệt hay siêu đặc biệt. Vào hôm 28 tháng 12 năm 2020, nhiều báo chính thống của nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc Hội nghị Trung ương 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến nhóm họp vào tháng Giêng năm 2021 ngay trước thềm Đại hội 13 của Đảng này sẽ xem xét các trường hợp đặc biệt. Tờ báo mạng Việt Nam Express thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hôm thứ Hai đưa tin cho hay, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa 12, Bộ Chính trị sẽ báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định giới thiệu ra Đại hội 13 của Đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân trong một lần tiếp đón khách quốc tế ở Hà Nội. Tờ báo này cũng cho biết, tại một hội nghị tập huấn tuyên truyền cho Đại hội 13 của Đảng cầm quyền dành cho báo chí Việt Nam, các đại biểu được thông báo cho biết thực hiện quy trình công tác nhân sự của đại hội này, các cơ quan chuẩn bị nhân sự, Ban chấp hành Trung ương trước, sau đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi đến các chức danh chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và trường hợp đặc biệt được chuẩn bị sau cùng. Cùng ngày, cũng liên quan đến sự kiện hội nghị này, báo mạng Vietnamnet thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa tin cho hay, những trường hợp đặc biệt tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 sẽ được cân nhắc xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ trước khi trình Ban chấp hành Trung ương khóa 12 xem xét quyết định. Cũng hôm thứ Hai, báo Tuổi Trẻ cho biết thêm như sau. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 222 đồng chí, giảm gần 300 so với số quy hoạch khóa 12. Về điều được cho là cách làm mới, tờ báo thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Việt Nam tường thuật thêm như sau. Việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội 13. Không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa 13 vừa quy hoạch nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo như nhiệm kỳ trước được. Và câu hỏi được đặt ra là Hội nghị Trung ương 15 đặc biệt như thế nào? Tôi cho rằng có ít nhất đại hội nào mà trước đại hội lại có nhiều hội nghị trung ương dồn dập như Đại hội 13 này. Từ Sài Gòn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang đã nói như vậy. Ông nói thêm, sở dĩ như vậy theo tôi là bởi vì có rất nhiều vấn đề mà chưa nhất trí được với nhau. Có nhiều ý kiến khác biệt nhau, mà ý kiến quan trọng nhất trong đại hội lại là vấn đề về nhân sự. Thế còn những thứ về báo cáo chính trị, về điều lệ vân vân, thực ra cũng góp ý dễ dàng thôi, và nhiều khi đại hội xong, người ta cũng chẳng quan tâm đến nghị quyết vấn đề là ai làm cái gì. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng giơ tay biểu quyết trong hội nghị 14 Ban chấp hành Trung ương của Đảng hôm 14 tháng 12. Ông nói tiếp, lần này có nhiều hội nghị Trung ương dồn dập như thế, và tới hội nghị Trung ương 15 mới bàn chuyện nhân sự đặc biệt, là vì tôi nghĩ giữa những phe phái mà trước đây thường có miền Bắc, miền Trung và miền Nam với câu hỏi cơ cấu nhân sự như thế nào cho hài hòa, hợp lý theo quan điểm của Đảng. Thế thì lần này chắc gặp nhiều khó khăn về nhân sự, nhiều cái chưa nhất trí được, đặc biệt là về nhân sự đặc biệt. Sở dĩ tại sao nhân sự đặc biệt để cuối cùng? Là bởi vì nếu như nhân sự không đặc biệt, các nhóm, những người không đặc biệt mà dàn xếp được với nhau ổn thỏa rồi mới nhất trí rồi thì người ta chẳng cần bàn đến đặc biệt nữa làm gì. Nhưng vì tứ trụ không nhất trí được với nhau về những nhân vật ấy, cho nên theo tôi người ta cỏ cưa mãi và cuối cùng có khi lại phải có nhân vật gọi là nhân vật hay trường hợp đặc biệt hay rất đặc biệt hoặc là siêu đặc biệt được đưa ra để mà dàn hòa các mối quan hệ. Theo tôi thực chất là như vậy thôi. Cũng từ Hà Nội, nhà quan sát Lê Văn Sinh, cựu giảng viên nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói với đài BBC như sau. Báo chí và truyền thông nhà nước vừa đưa tin Hội nghị 15 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xem xét nhân sự đặc biệt trong những ngày sắp tới. Điều này, theo tôi nghĩ, là tại các hội nghị Trung ương 14 trở về trước, người ta chưa thống nhất được với nhau ai đi, ai ở. Nếu chiếu theo quy định của Đảng về tuổi tác, nhiệm kỳ và sức khỏe. Điều đang nói về Hội nghị 15 là Đảng một lần nữa lại bỏ qua tiêu chí tuổi tác do chính mình tự đề ra. Cách làm nhân sự này từng được áp dụng tại đại hội lần thứ 12, nay bị lặp lại. Quan sát các xã hội đương đại, ta thấy rằng cách thức tuyển chọn các nhà lãnh đạo xã hội
có những tiêu chí riêng. Nơi thì giới hạn nhiệm kỳ, nơi lại đặt giới hạn tuổi tác. Khi người ta tự thay đổi các tiêu chí do chính mình đặt ra, thì điều đó phản ánh tính bất ổn của chính thiết chế xã hội của hệ thống chính trị đó. Và trở lại thông lệ hay tiếp tục biệt lệ hóa cũng là một câu hỏi được đặt ra. Gần sát đại hội lần 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong công luận Việt Nam đang có ý kiến cho rằng có thể hội nghị 15 và đại hội 13 tới đây sẽ mở đường cho tiền lệ về trường hợp siêu đặc biệt. Được hiểu là trường hợp có thể được đặc biệt nhiều lần. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải đỡ và do đã từng bị đột quỵ hồi năm ngoái. Ý kiến và câu hỏi từ công luận cũng đang đặt ra câu hỏi việc liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có trở lại các thông lệ hơn là biệt lệ hóa trong công tác về nhân sự nói chung và đặc biệt là liên quan đến nhân sự cao cấp. Các nhà quan sát vào hôm thứ Hai đã bình luận trên đài BBC về đoạn này như sau. Theo tôi cũng không nên quy định đặc biệt hay siêu đặc biệt, bởi vì nếu dân chủ thì cũng không nên quy định giới hạn tuổi nữa, bởi vì có những người 70, thậm chí 80 tuổi họ vẫn khỏe mạnh, sáng suốt, minh mẫn và có uy tín, nhất là có sức khỏe ổn định thì có thể vẫn bầu được. Phó giáo sư Mạc Văn Trang đã nói như vậy. Thí dụ trường hợp của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chẳng hạn, ông ta đã đến 90 tuổi mà dưới nền dân chủ, người dân vẫn có thể qua lá phiếu phổ thông bầu cho. Hay như trường hợp cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, rồi đây là các ông Donald Trump, ông Biden, đều là những trường hợp trên 70 tuổi cả, thậm chí gần 80 tuổi, nhưng người ta vẫn bầu. Cho nên, theo tôi nghĩ, vấn đề tuổi giới hạn một cách máy móc thì cũng không đúng, mà cứ để dân chủ hóa công tác dân sự. Chưa nói thế phải dân chủ hóa toàn bộ để có bầu cử tự do cho toàn dân là cấp văn minh cao hơn. Và cứ để dân chủ hóa thì dù như hiện tại để cho người ta lựa chọn thì người ta sẽ căn cứ rất nhiều về tuổi tác, nhưng có khi sức khỏe và trường hợp cụ thể 70 tuổi có khi lại tốt hơn trường hợp cụ thể 50 tuổi nào đó. Tôi thấy có nhiều trường hợp 50 tuổi, 60 tuổi là cán bộ trung cao ở Việt Nam được thông báo bị các bệnh nan y, trong đó có ung thư nhiều lắm. Cho nên nếu cứ để dân chủ thực sự thì người ta sẽ chọn ra những người mà trong đó tuổi tác chỉ là tương đối thôi. Và quan trọng nhất là năng lực và phẩm chất, chất lượng lãnh đạo, quản lý, cho nên không nên cứ gò mãi vào trường hợp đặc biệt trên tuổi, rồi hơn 2 tuổi, hơn 3 tuổi, hơn 5 tuổi vân vân. Rồi vẫn đến siêu đặc biệt, nó vẫn máy móc và mất thì giờ, không cần thiết. Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh đưa ra phát biểu như sau. Đúng là có ý kiến trong công luận cho rằng Hội nghị 15 và Đại hội 13 sẽ có thể mở đường cho tiền lệ về trường hợp siêu đặc biệt. Với tôi, nếu dự báo này trở thành hiện thực thì đây là điều không tốt cho Đảng cầm quyền. Đây là hình ảnh một số gương mặt sáng giá trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng là người ta chưa quên một cá nhân thâu tóm quyền lực tối thượng vào tay mình trong quá khứ như thế nào. Bất cứ ai, dù kiệt xuất đến đâu, nắm giữ quyền bính quốc gia suốt đời là trái với sự tiến bộ của lịch sử. Tôi ủng hộ ý kiến cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nên trở lại với thông lệ hơn là biệt lệ hóa khi tuyển chọn nhân sự cao cấp của mình. Tại Trung Quốc và Nga, sự phá vỡ thông lệ đã và đang dẫn tới sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay các ông như Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Liệu đó có nên coi là bài học cho Việt Nam hay không? Và ý nghĩa và vai trò của tiêu chuẩn sức khỏe như thế nào cũng được đưa ra. Vào hôm 28 tháng 12, cựu quan chức cấp cao và chuyên gia về quy hoạch nhân sự thuộc Ban Chấp hành Trung ương của Đảng, ông Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên tại hội nghị tuyên truyền cho Đại hội 13, được báo chí Việt Nam dẫn lời cho hay. Lần này, Trung ương quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu giữa Đại hội 13, trong đó có tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trách nhiệm nêu gương. Hai nhà quan sát từ Sài Gòn và Hà Nội cũng đưa ra bình luận về ý kiến này và đặc biệt nhận xét về tiêu chí về sức khỏe, vị trí, ý nghĩa trong tiêu chính trên. Tôi nghĩ những tiêu chuẩn mà ban lãnh đạo ở trên của Đảng mà họ nêu ra thì có thể là 1, 2, 3, thậm chí 7, 8, 9, 10, chứ chẳng cứ là 2 hay 3 điều nào. Cái này trong điều lệ Đảng người ta nêu ra trong công tác xây dựng Đảng cả rồi. Thành ra muốn nhấn mạnh gì thì gì, nhưng cái quan trọng nhất là vấn đề dân chủ. Tại đại hội cơ sở người ta bầu ai thì tức là người ta tín nhiệm người ấy rồi, vậy nên tôn trọng. Còn nếu ở trên cứ gõ mãi và tôi thấy trong nhân sự không những là nhân sự để bầu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà các đại biểu được đi dự đại hội cũng bị gò ép một cách máy móc mà đã nói tôn trọng dân chủ. Tại đại hội cơ sở người ta đã bầu đại biểu đi dự đại hiểu có cấp trên thì phải tin tưởng người ta.
Còn tiêu chuẩn mà muốn đưa ra thì nhiều lắm, nhưng kỳ này có chú ý đến tiêu chuẩn sức khỏe. Có lẽ là vì khá nhiều quan chức bây giờ, khi nào mà có vấn đề gì đó thì đều bị khai là ung thư hoặc mắc trọng bệnh, thậm chí có thể bị bệnh tâm thần đủ cả. Cho nên người ta nhấn mạnh cái đó để người ta chú ý chăng? Đây là hình ảnh ông Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, 68 tuổi, nay cũng đã quá tuổi theo quy định. Theo tôi, nếu đã gọi là dân chủ thì người ta lại bầu đại biểu cấp dưới đi dự đại hội cấp trên, thì tôi cho rằng phải tôn trọng, còn các tiêu chuẩn đã có hết trong các điều lệ văn bản của Đảng rồi. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Hà Nội nói tiếp như sau. Ông Nguyễn Đức Hà, cựu quan chức cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương, nói rằng lần này Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội 13. Trong đó có tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trách nhiệm nêu gương. Tôi cho rằng rất khó để định lượng hai tiêu chuẩn chính trị và trách nhiệm nêu gương. Tiêu chuẩn sức khỏe thì rõ như ban ngày, một người bệnh tật ốm yếu đến sự tự phục vụ mình còn chưa xong thì sao có thể phụng sự Đảng và đất nước và nhân dân cho được. Cách đây chưa lâu, Thủ tướng Nhật Bản Abe tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Ông giải thích rằng sức khỏe của mình có thể ảnh hưởng đến các quyết định làm phương hại cho đất nước. Và hội nghị Trung ương 15 và tín hiệu về Đại hội Đảng sắp tới là gì? Tôi thấy nó có thể hiện một cách làm việc thiếu dân chủ, áp đặt từ trên xuống dưới một cách nhiều khi quá đáng. Chẳng hạn như là đưa ai về làm bí thư ở địa phương, bí thư huyện, bí thư tỉnh, rồi bí thư thành phố mà áp đặt. Thứ hai nữa là giới hạn trong phạm vi quy hoạch của Trung ương thôi, để mà lựa chọn thì nó không phát hiện ra được những nhân tố mới. Và khi mà đưa ra những tiêu chuẩn, một thái độ, cách làm việc gay gắt, quyết liệt, rất máy móc như thế, thì người ta có sáng kiến hay có tư tưởng đổi mới không dám bộc lộ ra ngoài. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị đều đã quá tuổi theo quy định. Tôi thấy tất cả chỉ thấy có mấy vị như ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân là những người hay phát biểu nhất. Còn những ông kể cả như ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư hay các ông bà khác trong Bộ Chính trị Ban Bí thư đều thận trọng khác thường, không thấy dám phát ngôn gì đặc biệt, còn chưa kể tới các cấp bộ trưởng khác vân vân. Tức là nó mở ra một không khí cũng không thực sự được dân chủ, đủ cởi mở để mọi người, trong đó có cả cán bộ, quần chúng, nhân dân trình bày quan điểm của mình hay là được phát biểu một cách công khai. Có thể trong nội bộ ban lãnh đạo và đảng cũng có những quan điểm trao đổi, nhưng tôi nghĩ không khí kiểm soát dân sự như thế, chưa kể các vị bị xử đốt lò, lặp đi lặp lại đi song song bên ngoài các hội nghị, thế các vị bên trong diện được quy hoạch thời điểm này phải giữ mình, nín thở, giữ mồm, giữ miệng ghê lắm, không dám nói và nói hết gì đâu. Thế nhưng tôi cũng nghĩ rằng đến sau khi bầu rồi, đã vào bộ máy rồi, lúc đó mỗi người mới năng động và mới sẽ theo quan điểm thực hiện của họ, và khi đó có thể họ sẽ có phát huy được tác dụng nhất định nào đó. Do đó, về tín hiệu của Đại hội 13, tôi nghĩ về kinh tế chắc chắn sẽ có nhiều cởi mở hơn và có những cơ hội để cho những sáng kiến dám nghĩ, dám làm trong đổi mới kinh tế. Còn về vấn đề chính trị, dân chủ, nhân quyền, tôi nghĩ Đảng sẽ càng siết chặt hơn, và càng siết chặt hơn bởi vì trước tình hình thế giới có những biến động ở trong nước, ngày càng có nhiều người hơn quan tâm đến các sự kiện quốc tế, thì ở trong Đảng người ta càng sợ hơn, càng siết chặt hơn, và biểu hiện gần đây như là đe dọa rồi bắt một loạt Facebooker, những người mà chỉ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa nhưng bị bắt và nhiều vụ xử rất nặng. Thì tôi nghĩ không hy vọng gì vào những thay đổi về chính trị, về dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự vân vân. Nhà tâm lý học Phó Giáo sư Mạc Văn Trang từ Sài Gòn đã phát biểu như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 công tác nhân sự có nên biệt lệ hóa mãi hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.